Cũng cần phải nói thêm là giữa lúc dịch tả lợn châu Phi vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp và không ngừng lây lan rộng, thì giá gà ta thả vườn đã tăng mạnh. Trước tình hình này, thì một số chủ trang trại đã đẩy mạnh việc chăn nuôi gà, dù không ai có thể dự đoán trước được thị trường tiêu thụ gà trong thời gian tới sẽ như thế nào. Tại Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá gà đột nhiên tăng mạnh. Thương lái thu mua từ 55 đến 57 nghìn đồng 1 kg, với gà trống 65 đến 67 nghìn đồng 1 kg với gà mái. Tại tỉnh Đồng Nai, người chăn nuôi gà ta thả vườn, các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ cũng cho biết, gần một tháng trở lại đây, giá gà ta thả vườn tăng mạnh từ 10.000 đến 12.000 đồng 1 kg. Hiện giá gà ta bán tại trại là từ 55 đến 65.000 đồng 1 kg, tùy vào gà trống hay mái. Giá heo hơi tại khu vực các tỉnh miền Bắc dao động từ 25.000 đồng đến 35.000 đồng 1 kg. Tuần qua, vùng này có sự sụt giảm rõ rệt. Đến hôm nay, giá heo giảm mạnh về chỉ còn 25.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, còn một số các địa phương khác cũng giảm giá bán về cuối tuần như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Bình với biên độ giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại đây nằm trong khoảng từ 27.000 đồng 1 kg đến 39.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, tín hiệu phục hồi về giá thể hiện tương đối rõ ràng trong tuần qua. Giá heo hơi hôm nay tại đây dao động từ 30.000 đồng 1 kg đến 37.000 đồng 1 kg.